Ông Putin phát biểu trong cuộc họp báo tại Hội nghị Hợp tác Trung Á-Nga hôm 14 tháng 10 tổ chức ở Kazakhstan. Hiện không cần thiết phải tiến hành thêm các cuộc tập kích diện rộng. Chúng tôi đang có các kế hoạch khác, bởi vì theo tôi, trong số 29 mục tiêu mà Bộ Quốc phòng chỉ ra, chỉ còn 7 mục tiêu chưa trúng tên lửa. Những mục tiêu đó sẽ dần dần được thực hiện. Không cần tập kích lớn, ít nhất là vào lúc này. Chúng tôi sẽ tiếp tục xem xét tình hình sau đó. Và ông Putin nói tiếp, mục tiêu của chúng tôi không phải là phá hủy Ukraine. Về phần Kiev, họ cắt nguồn cung nước sạch cho bán đảo Crimea, nơi có 2,4 triệu người sinh sống. Quân đội của chúng tôi đã phải tiến vào Kherson để nối lại nguồn cung nước cho Crimea. Nếu Kiev biết kiềm chế thì đã không có bất cứ hành động trả đũa nào. Ông Putin nói thêm rằng vụ nổ trên cầu Crimea xảy ra gần đây cho thấy Nga cần thiết lập liên kết giữa Crimea với lãnh thổ Ukraine.